Em Hoàng An xin lời chào của em Hoàng An đến tất cả chị quý hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay thứ sáu ngày 22 anh chị nhá, ngày 22 tháng 12 năm 2012, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, và ngày hôm nay thì em An sẽ lên sóng báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe gầm cao đang có sẵn tại cửa hàng nhà hàng siêu thị ô tô Bình Dương. Xin kính chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thư giãn thoải mái xem kênh của em An. Vì lý do bị sốt anh chị ạ, em An bị sốt từ hôm qua đến hôm nay nên là hôm nay thì em An sẽ không live tối. Chính vì vậy mà hôm nay thì em An sẽ tranh thủ buổi chiều. Bây giờ em An từ nhà mới ra cửa hàng một lúc thôi, em sẽ tranh thủ buổi chiều để em sẽ tổng hợp cho chị những mẫu xe gầm cao hôm qua đi đá bóng về muộn với chị, đều lạnh. Bây giờ là bị sốt, hôm nay thì mới đỡ. Giờ làm từ sáng giờ mới đỡ rồi chị ạ. Đây, gầm cao thì bữa nay nhà em An cũng còn khá nhiều những mẫu xe như là Kia Seltos này, Creta và CX-8 mới về để phục vụ anh chị nhá. Ngoài ra thì có một dàn MPV 5+2 đa dạng chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý để phục vụ anh chị. Anh chị quan tâm về những sản phẩm xe cũ thì hãy lên trực tiếp cửa nhà Man siêu thị ô tô Bình Dương, ngã ba Ông Xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, giới thiệu ngay, và chiếc xe đầu tiên là một chiếc Kia Seltos. Chiếc này của Man là phiên bản 1.4 Bre màu đỏ, sản xuất 2022 và đang lăn bánh 36.000. Bản này là bản cao cấp nhất này, động cơ sẽ là turbo anh chị nhá. Trang bị cho chị cửa sổ trời và ghế hai màu như là làm mát ghế hai vị trí, đèn full LED. Chiếc này của Eman thì đang có mức giá chào là 648 triệu đồng. Chiếc bên cạnh của Eman là bản 1.4 cũng là Bre luôn, nhưng mà đây là 21 đi 33.000 km. Mẫu xe này của Eman thì hiện tại đang được chào bán là 609. Tất cả những cái mức giá mà Eman đưa ra là mức giá có thương lượng cho chị. Anh chị quan tâm và thiện chí có thể là inbox hoặc alo cho Eman, cũng như là lên trực tiếp cả nhà Eman để xem xe có giá tốt nhất cho chị anh chị nhá. 609. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Creta. Em này của Eman là bản cao cấp. Hôm qua thì bên Eman nhận cọc một chiếc bản tiêu chuẩn 22 màu trắng rồi, thì bây giờ Eman đang có một chiếc bản cao cấp 2022. Chiếc này của Eman đi 46.000, nhưng mà chất xe thì cực kỳ đẹp, chủ xe họ rất là giữ gìn anh chị nhá. Mẫu này nhà Eman đang chào bán là 658 triệu. Bản cao cấp này có thêm cho chị như là giữ làn hay là phanh khoảng cách rất là an toàn đấy chị em. Tiếp theo là một chiếc Audi. Chiếc này thì em ăn ít bán thôi, một chiếc xe thương hiệu nước Đức rồi. Em này của em Q3 anh chị nhá, phiên bản S-Line 2021, động cơ 1.4 và đang lăn bánh là 23.000 km. Chiếc này nhập Đức nguyên chiếc anh chị nhá. Audi 1.539 triệu đồng cho mẫu này, 1.539. Tiếp theo là một chiếc Mazda CX-8. Em này của em ăn là bản D-Lux 2022. Xe đang lăn bánh là 27.000 km anh chị ạ, màu đỏ ruby, một cái màu cũng rất là đẹp của Mazda CX-8. CX-8 thì em ăn đang còn một chiếc bản Luxury 2022 màu trắng ở bên dưới kia nữa. Lát đây em ăn giới thiệu cho chị nhá. Chiếc này thì chủ xe đã lên màn hình Android rồi, 795 triệu thôi, 2022 D-Lux. Và lăn bánh 27.000 km rất là hợp lý nhá. Và những mẫu xe đây thì Beaman đều có hỗ trợ góp. Anh chị quan tâm về trả góp có thể inbox thêm, Beaman sẽ tư vấn về góp. Ví dụ như là thời gian vay này, bảng trả gốc trả lãi hàng tháng để anh chị lắm được, cũng như là mình cân đối tài chính. Và cũng chia sẻ luôn là nếu mà anh chị quyết định mua xe trước khi cọc thì anh chị hãy bàn bạc thật kỹ với gia đình, cũng như là chuẩn bị tài chính thật kỹ trước khi cọc anh chị ạ. Bởi vì khi mà cọc rồi thì quy định mới nhất bên Beaman là sẽ chỉ hoàn cọc cho những anh chị có những cái lý do bất khả kháng thôi. Anh chị thông cảm cho Eman nhá, rất là mong anh chị thông cảm. Rồi, chúng ta đi dưới đây với Eman. Calamen sẽ quay phần đuôi sau cho anh. Xboler này thì hiện tại Eman đã nhận cọc rồi. Eman thì đặt hàng, khách đặt hàng sẵn. Đây, Mazda CX-8 một chiếc 7 chỗ ngồi rất là đẹp, rộng rãi đúng không ạ? Rộng rãi an toàn và giá thời điểm này rất là tốt rồi, 759. Đây. Audi rất là đẹp luôn chị. Đấy. Calamen quay để chị thấy phần thân xe. Form dáng rất là gọn gàng đúng không? Anh chị đi trong đô thị gọn gàng lắm. Tất nhiên rồi, với những cái dòng xe này thì cái độ an toàn nó là đặt lên hàng đầu, rất là an toàn. Anh chị đã khung gầm chắc chắn lắm. Creta này cũng là một chiếc xe thiết kế cực kỳ đẹp. Nói vui là một chiếc tiểu túc sơn đúng không anh chị? Tiểu túc sơn đấy. Thiết kế rất là đẹp, màu sắc cũng đẹp nữa. Chiếc này của Man là bản cao cấp, bản cao cấp chị ạ. 658 triệu. Quan tâm thì thương lượng giá trực tiếp với Man nhá. Đấy, Man thì với những anh chị nào thực sự thiện chí alo trực tiếp sẽ có giá tốt nhất cho chị luôn. Hoặc là bớt chút thời gian lên nhà Eman xem xe thực tế và chạy trải nghiệm. Với mỗi chiếc xe cũ thì Eman đều cam kết về đâm đụng thì kích tai nạn và bao check test cho chị.
Còn những xước sát dạm sơn cổ quẹt nhẹ thì những cái đấy là những cái anh chị hình dung đó là một cái đương nhiên của một chiếc xe đã qua sử dụng, nên là em An sẽ không cam kết về những về sơn dặm nhá. Đấy, xe tốt, đèn hậu là led hết, biển Bình Dương. Còn em bên đây thì cũng là bản Bre, nhưng mà chiếc này thì biển 36, nhưng mà khách hàng thì sinh sống và làm việc ở Bình Dương thôi, nên nhà Man mua được. Rồi tiếp tục chúng ta lên một cái dàn xe MPV 5+2 tiếp theo để phục vụ anh chị. Rất nhiều MPV 5+2 như là Rút, Veloz, Avanza, Xpander, rất nhiều lựa chọn anh chị nhá, rất nhiều lựa chọn cho chị luôn. Đây em An đang có Toyota Rút 2019, lăn bánh đúng 50.000 km chuẩn, đã lên màn hình cam 360, lên ghế da rồi. Chiếc này đang có mức giá chào là 499. Với một chiếc xe màu trắng và số km khá là ít, cũng như là chủ xe lên đồ chơi nhiều rồi, thì em An đang mong muốn với mức giá là như vậy. Và anh chị có thể lên xem xe trực tiếp, chúng ta thương lượng giá với nhau. Màu trắng và số km ít thì em An sẽ thu cao hơn một chút. Tiếp theo là một chiếc Veloz top, em này gọi em An là 2022, lăn bánh chuẩn Odoba 6000, mâm 17. Và em này của em An đã có cho chị như là cam 360, công nghệ an toàn cũng khá là đầy đủ trên mẫu này, màu xám bạc anh chị ạ. Chiếc này của em An đang có mức giá chào cho chị là 618 triệu thôi. Veloz top giá cực kỳ tốt thời điểm này. Xpander thì tại em An đang trên đường về hai chiếc màu trắng nhá, tự động 19 và 219 luôn, hai chiếc 19. Và đây thì hiện tại em An đang có sẵn hai chiếc Xpander Bre, một chiếc 22 mới về màu trắng và một chiếc màu đen Bre kia. Đây chiếc này của Man, chiếc bay chị làm chiếc màu bạc 2022, xe này đi 16.000 thôi, chủ xe đã lên ghế da, lên màn hình Android rồi. Còn vỏ teo xe 493 triệu màu bạc nguyên bản. Toyota Avanza 2023 số tự động, xe đang đi 17.000 km, màu trắng, 566 triệu, động cơ 1.5 số tự động các chị ạ. Biển Sài Gòn màu trắng. Hai chiếc bên đây thì hiện tại em An đang giảm giá này, số sàn này. Toyota Avanza màu trắng, số sàn 2022. Xe này đang lăn bánh là 22.000 km, đã lên ghế ra rồi. Vỏ vẫn là teo xe, thiết kế giống với Veloz đúng không ạ? Veloz CVT. Rộng rãi đẹp trẻ trung. 479 triệu thôi. Giá này là em An đang giảm đến 20 triệu cho chị đấy ạ. Tiếp theo là một chiếc Avanza màu bạc, xe đi 26.000, đã lên ghế ra rồi. Em này để cho chị 475 triệu thôi. Màu bạc đi 26.000 km chọn. Động cơ 1.5, anh chị đi gia đình dịch vụ đều rất là ok. Đây, chiếc xe có thiết kế rất là đẹp của Xpander. Và Xpander thì từ lúc ra mắt thì chưa bao giờ lọt khỏi top 10 mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường. Chiếc anh chị là một chiếc Xpander phiên bản Bre 2022. Bản này sẽ có đèn led này, mâm phay, thắng tay điện tử auto hold. Em này của Man đang lăn bánh là 21.000 km chọn, và chiếc này đang có mức giá là 599 triệu đồng của chị ạ. Rồi chúng ta đi dưới đây với em An. Đấy, anh chị cùng nhìn ngắm phần đuôi sau của những mẫu xe MPV ở đây. Và anh chị quan tâm thì có thể nhắn tin Zalo với em An, sẽ gửi hình ảnh, thông tin giấy tờ chi tiết để chị tham khảo dễ hơn nhá. Đấy, em An quay tổng hợp thì sẽ quay rất là nhanh thôi để anh chị không mất thời gian. Xpander đây, đèn hậu led hết này. Avanza thì anh chị thấy là thiết kế nó rất là giống với Veloz, chiều dài cơ sở cũng vậy thôi. Chẳng qua là option nó sẽ ít hơn so với Veloz. Bên em An thì mới về một chiếc Xpander Bre nữa này anh chị này. Chiếc này của em An là 2022. Em này thì sẽ giá sẽ cứng hơn em màu đen một chút nữa. Đi có 13.000 thôi, 13.000 chuẩn. 13.000 chuẩn, màu trắng xe vừa về. Em này sẽ là 609. Đấy, cùng một năm sản xuất, cùng phiên bản nhưng mà khác về màu sắc và khác về số km thì giá nó sẽ lệch nhau khoảng 10 triệu thôi. Không đáng kể, anh chị nào thích màu trắng thì em này. Màu trắng cũng luôn là cái màu mà hot nhất của Xpander rồi. Xpander Bre chị ạ. Ok. Đây, Veloz thì cái màu này cũng đẹp chứ ạ. Màu này lần đầu tiên em ăn bán đây chị này. Veloz lần đầu tiên em ăn bán đấy, đẹp. 618 chị ạ. Rút thì cái khoảng sáng gầm tốt lắm mày chị này. Toyota Rút thì khoảng sáng gầm tốt, và Rút thì là dẫn động cầu sau. Rất là hay nha chị ạ. Rồi. Rút đây là 499 này, chuẩn đồng hồ. Tất cả những chiếc xe mà em ăn báo số km chuẩn này em ăn sẽ báo luôn trên kênh để chị nắm được nhá. Xe em ăn bán thì có sao em ăn nói vậy, với em ăn là như vậy. Bán tải thì hiện tại em ăn đang còn hai chiếc nữa ở bên cơ sở 1 đang dọn dẹp. Ở đây thì em ăn đã có một chiếc số sàn 2014, 299 triệu thôi. 2014 đã lên ghế ra sẵn cho chị rồi. Cho chiếc Forerunner XLS số sàn 1 cầu 2014 dành cho chị nào tài chính vừa phải, muốn kiếm một chiếc xe chở đồ đúng không ạ? Tầm tiền dưới 300 thì cũng là một cái lựa chọn hợp lý cho chị. Chiếc này thì hiện tại không làm góp được chị nhá, mua tiền mặt thôi.
Đây, chiếc này của em là Mazda CX-8 này. Em này của em là 2023 cơ chị. Bản Luxury chị ạ, Luxury màu trắng nguyên bản, và em này đang lăn bánh là 23.000 km, 23.000 km chọn. Và chiếc này đang có mức giá cho chị là 958 triệu. Lưu ý cho em, đây là chiếc xe sản xuất 2023. Đấy, Xpander này thì 20 bên em đã ra biển để khách chạy dịch vụ rồi. Nguyên bản là biển trắng. Đấy, đây chiếc xe tiếp theo dành cho chị nào mình đang cuối năm rồi đúng không ạ, đi Tết đi chơi lễ này, có hợp đồng tham quan du lịch hoặc là gia đình đông người chở cán bộ công nhân viên đi chơi cũng được. Đấy, xe này của Mazda là Ford Transit máy dầu bản giữa chị nhá, 16 ghế. Điều đặc biệt đây chiếc xe mới đi hơn 6.000 cây số chuẩn thôi, phải nói là siêu cọp chị nhá, 2019 bản giữa, và này đã có mức giá hơi cứng một chút, 626 triệu, nhưng nó là một chiếc xe như mới anh chị ạ, 626 triệu đã lên full ghế ra cho chị rồi, được chưa ạ? Ok chị, trên đây là những mẫu xe gầm cao đã có sẵn tại cửa nhà Man trong ngày hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023. Cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Man. Hy vọng anh chị sẽ luôn luôn ưu ái, dành những tình cảm yêu thương cho siêu thị ô tô Bình Dương và cho Man, luôn luôn đồng hành và theo dõi cũng như là góp ý chân thành nhất để cho Man anh chị nhá. Một nữa thì cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Man. Xin chúc tất cả anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và chúc anh chị có một buổi Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc. Xin gửi lời chào.